Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định số 1063/QDTU phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức của tỉnh năm 2024. Sau gần một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 11 chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Khảo sát địa điểm phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn Gia Lai tổ chức cuộc thi thử thách sáng tạo cùng cung đường biết nói, nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho giảng viên sinh viên trường nghề ở Gia Lai. 30 học viên tham gia tập huấn về tuyên truyền lưu động. Hơn 96 triệu đồng tặng quà phụ nữ và trẻ em xã Gia Chía. 400 đội viên tham gia ngày hội kỹ năng công tác đội. kính chào quý vị. Quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2023 có những nội dung chi tiết sau. Kính thưa quý vị, Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định số 1063 Quy đề phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức của tỉnh năm 2024. Theo đó, năm 2024, tỉnh đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 395 chỉ tiêu, trong đó từ năm 2023 chuyển sang 249 chỉ tiêu, đào tạo mới trong năm 2024 là 146 chỉ tiêu gồm hệ tập trung 179 chỉ tiêu, đào tạo từ năm 2023 chuyển sang 113 chỉ tiêu. Đào tạo mới năm 2024 là 66 chỉ tiêu, hệ không tập trung 216 chỉ tiêu. Đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho 1.782 chỉ tiêu, trong đó từ năm 2023 chuyển sang 880 chỉ tiêu. Đào tạo mới trong năm 2024 là 902 chỉ tiêu gồm hệ tập trung 964 chỉ tiêu, Đào tạo từ năm 2023 chuyển sang 482 chỉ tiêu, đào tạo mới năm 2024 là 482 chỉ tiêu. Hệ không tập trung 818 chỉ tiêu, đào tạo từ năm 2023 chuyển sang 398 chỉ tiêu, đào tạo mới năm 2024 là 420 chỉ tiêu tiếp tục đào tạo thạc sĩ ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước khóa 2022-2024 mở từ năm 2022 chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 cho 48 cán bộ và quy hoạch cấp trưởng phó các cơ quan ban ngành mặt trận tổ quốc tổ chức chính trị xã hội tỉnh đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh ủy chính quyền tỉnh và các phòng ban cơ quan đơn vị trực thuộc dưới 40 tuổi đối tượng đào tạo bồi dưỡng là cấp trưởng cấp phó và dự nguồn cấp trưởng cấp phó các phòng ban ngành đoàn thể chính trị xã hội đơn vị sự nghiệp cấp huyện tương đương trở lên và cán bộ chuyên trách cấp xã công chức viên chức các cơ quan đơn vị địa phương trong hệ thống chính trị của tỉnh gồm cả công chức cấp xã sau gần một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 11 chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Pleiku khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mặt kỳ họp Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Lê Cô Trịnh Duy Thuần nhấn mạnh, các nghị quyết vừa được thông qua có tính chất quan trọng nhằm kịp thời triển khai nguồn vốn bổ sung cho các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Do vậy trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết, bảo đảm đúng trình tự quy định của pháp luật, hoàn chỉnh các thủ tục liên quan để mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, sớm hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các cơ quan đơn vị liên quan cần có các biện pháp triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm cũng như triển khai các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố, bảo đảm về mặt thời gian và chất lượng cùng với đó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đề nghị thường trực hội đồng nhân dân hai ban hội đồng nhân dân các tổ đại biểu hội đồng nhân dân các vị đại biểu hội đồng nhân dân thành phố các ngành theo chức năng nhiệm vụ tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết hội đồng nhân dân thành phố vừa thông qua qua đó nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần làm cho nghị quyết đi vào cuộc sống, tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ và địa điểm quy hoạch trung tâm logistics xã Đắc Tê Lây, huyện Mang Giang. Địa điểm quy hoạch trung tâm logistics thuộc xã Đắc Tê Lê, huyện Mang Giang được xác định là điểm thuận lợi kết nối hạ tầng giao thông trung tâm logistics nhờ có các tuyến quốc lộ 19 quy nhập Pleiku, cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, hành lang vận tải đường Trường Sơn Đông, giúp rút ngắn thời gian chi phí trong hoạt động vận tải, giao thương hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển vận tải đa phương tiện. Theo đề xuất, trung tâm logistics có quy mô 511 hectare được thực hiện theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 là 265 hecta. Chương trình khảo sát là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Đây cũng là một trong những nội dung chuẩn bị cho hội nghị triển khai các giải pháp phát triển logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức vào ngày 24 tháng 10 tại thành phố Pleiku. Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả dự án tuổi trẻ và những cung đường biết nói, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ phòng chống thương vong châu Á tổ chức cuộc thi Thử thách sáng tạo cung đường biết nói. Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Pleiku. Mỗi đội cá nhân hoặc tập thể học sinh trình diễn và có thể kết hợp cùng thầy cô giáo tham gia một tiết mục chọn trong 3 hình thức hát rap, sáng tác điều nhảy, múa vũ điệu, kết hợp cả rap và vũ điệu dựa trên nền nhạc và lời của video âm nhạc Cung đường biết nói. Mỗi tiết mục có thời lượng tối đa là 4 phút, tính từ lúc động tác trình bày đầu tiên đến khi kết thúc tiết mục và không được cắt ghép thay đổi nhạc và lời của video âm nhạc. Đối với các tiết mục xuất sắc, ban tổ chức cuộc thi sẽ trao 5 giải cho mỗi khối trung học cơ sở và trung học phổ thông, một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích. Đồng thời trao giải phụ cho học sinh có nhiều lượt yêu thích trên Facebook, thông điệp bài viết có nhiều lượt like nhất cuộc thi thử thách sáng tạo cùng cung được biết nói nhằm phát huy tính sáng tạo đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh góp phần giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Hôm nay ngày 24 tháng 10, trường Cao đẳng Gia Lai phối hợp với viện nghiên cứu sức khỏe và phát triển giáo dục Tây Nguyên tổ chức hội nghị nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, phát triển dịch vụ và khởi nghiệp sau đào tạo nghề trong thời gian một ngày các đại biểu giảng viên sinh viên dự hội nghị đã được nghe tham luận về nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ quản lý đơn vị giảng viên thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp và khởi nghiệp mô hình chuyển đổi số hiệu quả cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai công tác quản lý và phát triển dịch vụ sau đào tạo nghề quy trình thực hiện chuyển đổi số hiệu quả cho trường nghề giới thiệu nền tảng công nghệ chuyển đổi số phù hợp cho quản lý đơn vị, phát triển dịch vụ và khởi nghiệp sâu đào tạo nghề, giới thiệu nền tảng, chuyển đổi số phục vụ cho thực hành trong đào tạo nghề phát triển các dịch vụ. Ngày 23 tháng 10, nhà hát ca múa nhạc tổng hợp đam sang tỉnh Gia Lai khai mạc lớp tập huấn, biên tập và dàn dựng chương trình truyền hình lưu động phục vụ cơ sở. Lớp tập huấn có sự tham gia của 30 học viên là cán bộ, viên chức, biên đạo, diễn viên, làm công tác văn hóa, nghệ thuật quần chúng ở cơ sở. Trong thời gian 6 ngày từ ngày 23 đến ngày 8 tháng 10, các học viên sẽ được tiến sĩ, đạo diễn, biên kịch Hoàng Duẩn, Phó trưởng khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt các kỹ năng thực hiện đề cương kịch bản, lựa chọn ca khúc từ trường lưu động, thực hành viết kịch bản, phương pháp dàn dựng cho chương trình truyền hình lưu động. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân, nguyên giám đốc Bảo tàng tỉnh cũng được mời truyền đạt đến học viên chuyên đề công tác định hướng tuyên truyền văn hóa theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và hội nghị văn hóa toàn quốc năm hai cùng những vấn đề thực tiễn của văn hóa Gia Lai. Tiếp tục các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ Biên cương năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Rai, vừa trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn của xã biên giới Gia Chía. Theo đó, chương trình đã trao tặng 15 bồn nước, 50 nồi cơm điện, 3.000 cuốn vở và 100 phần quà cho phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã. Tổng kinh phí là 96 triệu đồng do hội viên phụ nữ xã Xuân Thời Sơn và cách mạnh thường quân đóng góp. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai vừa tổ chức ngày hội kỹ năng công tác đội năm học 2023-2024 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Văn Tám, thành phố Pleiku. Tham gia chương trình có 400 đội viên khối lớp 4567 của trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Văn Tám. Tại chương trình, các em tham gia thi trắc nghiệm với nội dung tìm hiểu về truyền thống đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nghi thức đội, kỹ năng của người đội viên. Bên cạnh đó, các em còn được trải nghiệm các trò chơi mang tính tập thể, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sinh hoạt đội. Chương trình được tổ chức nhằm trang bị kiến thức mới, râu dồi thêm kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng hoạt động đội trong nhà trường. Dịp này, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đã trao tặng 24 xuất quà cho các đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, tham gia tích cực các hoạt động đội, mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ của Báo Gia Lai Điện Tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.